Rồi, hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình lại cập nhật cho các bạn một số những cái mẫu chấm bùn thái thời gian vừa qua mới về cách đây tầm 2-3 hôm mà mình đã bán rất là nhiều rồi, thì hôm nay mình có thời gian cơ hội để úp cho mọi người xem. Đấy, vì mỗi một lúc một lô hàng về hay là một thời gian về thì một cái mẫu sản phẩm nó khác nhau, thế là mình phải update cho các bạn thường xuyên để các bạn biết được là cái mẫu này lô về, mẫu kia lô về. Đấy, để các bạn có thể có nhu cầu nào thì các bạn ủng hộ mình nha các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là các bạn đang hướng vào cái mẫu này là đây các bạn, cái mẫu này là mình đang hướng vào là 60-90 các bạn nhé, FP chỉ có 60-90. Đây, 60 là sao? 60 là bề ngang các bạn này, còn độ cao của nó 90 các bạn nhé. Đấy, 60-90, con này thì lắp cho toàn bộ những dòng sắn bùn đèn hậu đằng sau của xe tải to. Đó, sau cái tiếp theo là mình đang có size là 60-60, 60 là sao? 60 là bề dài, còn bề ngang là 60 các bạn ạ. Đó, đây, sau đó tiếp theo nữa là chúng ta có cái size chắn bùn đằng sau của đèn hậu của toàn bộ dòng xe tải nhỏ Kia K250 và một số dòng xe Isuzu. Đấy, của nó là ngang là 45 các bạn nhé, và cao ngang 46 và cao là 57. Đó, thì mình có hai hình, hình bé cô gái và hình SK. Đây các bạn, SK này các bạn này. Đấy, ngang 46 và cao 57. Đấy, tiếp theo nữa là chúng ta đến cái size đằng sau đèn hậu ở đâu chắn bùn bánh của xe Hyundai HD và một số dòng Isuzu, Hyundai Kia xe tàu, của nó là ngang 54 các bạn nhé, ngang 54 và cao là 40. Để mình có mẫu SK mới về, và mình có thêm một mẫu nữa là mẫu hình bế cô gái, cũng nó cũng là ngang là 54 và cao là 40. Đấy, hình bế cô gái các bạn nhá. Đấy, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến cái hình một hình mới về, nó gọi như điểm nhấn cái lô hàng này của mình, đó chính là cái màu đỏ đỏ trắng thì rất là nổi luôn các bạn ạ. Nó có chữ chúc, cái này là nổi luôn các bạn nhá, cái này nó dập nổi luôn này các bạn này. Đấy, nó làm nổi luôn, tùy từng cái mẫu form mà nó sẽ làm như này. Đấy, tại sao một số bạn hỏi mình là những cái mẫu này nó không làm nổi được, vì nó khuôn thằng Thái nó làm thôi, hỏi thế thì mình cũng chưa mình không biết đâu, chỉ biết là cái mẫu này nó làm nổi các bạn này, làm nổi luôn nhá, chứ nó không làm sơn như này. Đấy, thì cái là mẫu này của nó rất là phổ thông, 40 K40. Con này của nó lắp cho toàn bộ dòng xe Kia K50, Isuzu 1.9, QKR 270, rồi một số dòng xe tàu nữa. Đấy, và vừa kích thước của xe nào thì anh em có thể chế vào xe đó. Đấy, cái mẫu này rất đẹp luôn. Mẫu này là mẫu tâm điểm các bạn nhé, nước sơn màu trắng, được sơn phủ lên là sơn tích điện màu trắng, sơn quét sơn điện đấy mình không rõ, nhưng mà nó rất đẹp luôn. Đấy, mặt sau của nó vẫn là màu đen các bạn nhé. Chất liệu của nó thì toàn bộ cái này giống nhau hết, đều là cao su đúc, nhưng mà nó làm cái này rất là đẹp luôn. Điểm nhấn của cái lô hàng này màu trắng đỏ rất đẹp luôn. Đấy, sau đó tiếp theo là mình có size 35-35 lắp cho xe sóng xoay nhỏ các bạn nhé. Đây 35 này các bạn này, cao 35. Mình có hình bế cô gái, con này thì lắp cho Porter K250, đấu K2700, K190 và H150. Đấy, và dòng nguyên bản của K165, còn một số dòng xe tàu nhỏ thì các bạn có thể để ủng hộ mình. Đó, vừa rồi thì mình đã quay toàn bộ những cái video cho các bạn. Đấy, còn một số những cái mẫu hàng của Thái, các bạn hỏi mình tại sao nó không dập nổi như cái hàng kia, thì đấy là mình nói lại các bạn là đấy là do bên Thái người ta làm các bạn nhé, chứ không phải do mình làm. Còn toàn bộ đây là hàng Thái 100% luôn. Đấy, toàn bộ hàng Thái 100%, chứ không phải là hàng của tàu các bạn nhé. Đấy, thế nên anh em cứ thế thôi, ra là anh em cứ ok các bạn nhé, mà dùng nhá các bạn nhé. Đó, đây toàn bộ hàng rất là về rất là nhiều chắn bùn luôn, có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Đó, chắn bùn Thái ok cho anh em, có gì anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Thank you anh em rất là nhiều. Đấy, vừa rồi mình đã cập nhật cho các bạn tất cả các mẫu chắn bùn mẫu hiện tại của tháng 10 đi, vì hôm nay nó là 27 rồi, chỉ có 3 ngày nữa là hết thôi. Thì cuối tháng 10 thì bắt đầu mới có tiếp tục một lô mới về các bạn nhé. Đây là toàn bộ những cái mẫu hàng mà mình có gì anh em ủng hộ mình nha các bạn nhé. Theo số điện thoại đây các bạn. Thank you mọi người rất là nhiều.